Vậy là chúng ta vừa xem xong Quark and Co. trong Liên hoan phim khoa học 2014. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn một thí nghiệm nhỏ với nam châm, được gọi là những chiếc nhẫn bồng bềnh. Đây là những vật liệu chúng ta cần: đất sét, ống hút, 6 cục nam châm nhỏ và một tờ giấy đã được đánh dấu. Đầu tiên, chúng ta đặt cục đất sét ở đây. Sau đó lấy chiếc ống hút, cắm nó vào theo chiều như thế này. Chúng ta có một bảng giấy và hãy xem chúng ta sử dụng nó như thế nào nhé. Cục nam châm A có cực bắc của cục nam châm ở phía trên. Cục nam châm B có cực nam của cục nam châm ở phía trên và cục nam châm C lại có cực bắc ở phía trên. Và chúng ta lấy nam châm A, luồn nó vào ống hút. Nhưng các bạn hãy nhớ, cực bắc vẫn đang phải ở phía trên đấy nhé. Bây giờ chúng ta có cục nam châm B với cực nam ở phía trên. Chúng ta sẽ luồn nó vào đây như thế này. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Wow, thật là tuyệt. Bây giờ hãy xem điều gì xảy ra với cục nam châm C. Hay thật, bạn có thể thấy là có những khoảng cách giữa các cục nam châm với nhau. Tại sao lại có hiện tượng này nhỉ? Những cục nam châm cùng chiều sẽ đẩy nhau. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lật ngược mảnh nam châm lại và đặt nó như thế này? Các bạn có thể thấy chúng dính vào nhau. Các cực đối lập hút nhau. Và chúng ta đặt ngược lại như thế này thì chúng sẽ đẩy nhau. Thật hay phải không? Cảm ơn các bạn đã xem chương trình của chúng tôi. Tôi hy vọng các bạn thấy thích thú với Liên hoan phim khoa học 2014. Chúc bạn một ngày tốt lành.